chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin On News được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh VTV Cáp. Tôi là Trần Loan. Còn tôi là Vân Anh. Chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trong suốt 30 phút của bản tin hôm nay với những thông tin đáng chú ý như sau. Bão số 10 được dự báo sẽ gây mưa to trên diện rộng ở miền Trung từ đêm ngày 4 đến 7 tháng 11. Rác thải sau lũ tập trung trên quốc lộ 1A. 60 người tình nguyện thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam. Băng y tế làm từ kim cương giúp phát hiện nhiễm trùng. Sau đây là thông tin.